Sáng ngày 21 tháng 7 khoảng 6 giờ tại khu vực trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có rất đông người đến xem phiên xét xử và cũng đồng thời tỏ thái độ phản đối hành động tàn ác của Thái và Trang đã bạo hành cháu bé Vân An dẫn đến tử vong. Đến khoảng 7 giờ, Nguyễn Trung Kim Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang được áp giải đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bằng hai xe chuyên dụng. Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, quê Gia Lai, ra tòa về tội giết người và hành hạ người khác. Trong khi đó, bị can Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, cha đẻ của nạn nhân bị xét xử về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Trước ngày diễn ra phiên tòa, các luật sư bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho bị hại có đơn kiến nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung, thay đổi tội hành hạ người khác sang tội giết người đối với Nguyễn Kim Trung Thái, đồng thời đề nghị chuyển thẩm quyền giải quyết vụ án từ tòa gia đình và người chưa thành niên qua tòa hình sự. Đến 9 giờ 20, hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vì cho rằng cần làm rõ các chứng cứ giám định tổn thương của bé Vân An để xác định hành vi phạm tội đối với Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Thông tin chi tiết về phiên tòa sẽ tiếp tục được Truyền hình Quốc hội Việt Nam cập nhật.